thăm chú rồng này. Nay hết tóc đẹp rồi ha. Đây, căn nhà dì Tùy Duyên cắt xong cho chú rồi nè, trời đang mưa rồi. Chú khỏe không? Ở nhà mới thì sao? Thấy con bị dột không? Hết dột hả? Hầm dữ không? Hầm không? Không hầm hả? Ờ, nhưng mà bình thường có hầm không? Hầm bắt quạt gió thấy mát không? Mát họ lạnh hả? Dạ, hôm nay gia đình Tùy Duyên xuống thăm chú nè. Bữa hổm cắt cái nhà này xong rồi chú đi đâu có nhà đâu. Xuống thăm chú coi ở thế mưa có tạt có dột gì không? Có tạt dột không? Không hả? Không hả? Ok rồi ha, mát mẻ rồi ha. Vậy hả? Rồi trời đang mưa hình ra sập cái cửa sổ hả vậy? Lại bởi cửa sổ lên rồi đó. Bỏ mạnh lên, bỏ mạnh lên, đẩy mạnh lên nè. À, đó, đó. Cô làm ở đây, cái cửa đây nữa. Làm cửa đây luôn hả? Trên này. Ở trên này có cái lỗ thoáng rồi nè. Đó. Ờ, nó mát rồi đó. Đó, làm cửa sổ bật lên nè. Bắt quạt gió nè. Làm công quá ha. Công quá. Thấy sao? Thích không? Thích không? Được. Thích ạ. Mang ơn rồi. Mang ơn cô Tùy Duyên. Sao không mở đèn lên luôn, mở đèn lên. Không được, sáng rồi. Cô bảo tên Tùy Duyên ha. Tùy Duyên. Cô Tùy Duyên. Cô Tùy Duyên. Cô Phương. Thì cô Phương đó. Cô Phương là đây nè. Thay mặt cô Phương, thay mặt cô Tùy Duyên á, dì Tùy Duyên đến đây là xây cái nhà cho chú đó. À, còn tiền cắt nhà là của dì Tùy Duyên. Cô Phương lo đó, lo cho con đó. Phương thay mặt dì Tùy Duyên xuống đây cắt nhà cho chú nè. Làm xong rồi thấy mát ha. Cảm ơn gia đình của dì Tùy Duyên được rồi, con là chỉ cảm ơn dì Tùy Duyên giúp cho dì được rồi. Cảm ơn gia đình cô Tùy Duyên. Dạ, rồi được rồi, dì chú có chỗ ngủ không có bị mưa dột là dì Tùy Duyên mừng rồi, vui rồi. Ấm rồi. Dép đó có mang không? Chú có mang không? Có hả? Thích không? Đôi dép nó mang dừa không? Dừa. Nhắm chừng mua không à? Bữa hổm mang đi hết tóc đó. Vậy hả? Hết tóc rồi đó hả? Bữa nay thấy đẹp quá. Đẹp trai rồi. Nay thấy đẹp trai rồi. Đó là còn mình hết rồi để cô lên cái cô thấy còn chưa hết cô gầy vậy. Vậy hả? Trời, con đâu có dám gầy đâu. Dạ, thấy chú ở được cái mái nhà che mưa che nắng gì là mừng cho chú rồi, dì Tùy Duyên cũng mừng cho chú. Dạ, đây căn nhà của dì Tùy Duyên cắt xong cho chú Rồng rồi nè. Bữa hổm mà ra nhà mới mà chú không có nhà, chú đi ra ngoài vòng rồi bữa nay gia đình Tùy Duyên xuống đây thăm chú coi mưa gió chú ở có ổn không, được không? Mà thấy trời mưa này ở rồi thấy chú cũng khỏe nè, cũng mừng cho chú rồi. Dạ thôi, gia đình Tùy Duyên cũng xin chúc chú và dì được nhiều sức khỏe ha. Chú giữ gìn sức khỏe nha chú. Con chúc cho dì và chú được gặp nhiều may mắn hơn. Cho con được cái nhà em ấm gì. Dạ. Mưa sáng nắng quý dữ lắm rồi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, rồi cũng chúc cho dì được gặp nhiều may mắn hơn ha. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi. Dạ.